Lúc 13:50 ngày 23 tháng 12, sau nhiều tháng chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ, cô lăng sầu muộn trong trái tim người mộ điệu cải lương, đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng. Thanh Kim Huệ, tên thật là Bùi Thị Huệ, sinh năm 1954 tại Sài Gòn. 89 tuổi, Huệ được kiếp Hoàng Siêu chỉ cho hát và lên sân khấu đoàn Hằng Xuân An Khương đóng Đào Con. Ba mẹ chia tay nên Huệ khi vô đoàn hát, mẹ cũng theo chăm sóc và làm công việc rót vé. Cô đã đi qua các đoàn Dạ Minh Châu, Hoa Phượng và dần dần được để ý khi về đoàn Kim Trung, lúc 13-14 tuổi đóng vai Đào Nhì, Đào Ba với các tài danh như Lệ Thủy, Mỹ Châu, Diệu Hiền, Minh Phụng, Minh Vương, Thanh Tuấn, Chí Tâm, v.v. Khởi điểm, Huệ bị chê ca dở, nhưng cô bé là người có chí, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy nhớ lại. Huệ rất chịu khó, ráng luyện hoài để thoát khỏi cái bóng anh chị lớn, tạo nên giọng ca đặc trưng của Thanh Kim Huệ hôm nay. Nghe bà hát, người ta thấy sướng lỗ tai. Bởi thế, nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ sau này bị ảnh hưởng bởi giọng ca của Thanh Kim Huệ, lấy giọng ca bà làm chuẩn mực để học hỏi. Có thể nói, Thanh Kim Huệ đã tạo ra cho riêng mình một trường phái ca Thanh Kim Huệ, được rất nhiều đàn em ca theo như Ngân Huệ, Linh Huệ, v.v. Để có được giọng ca đi vào lòng khán giả, may mắn của Thanh Kim Huệ là được đào luyện trong môi trường thâu âm. Cũng chính từ môi trường thâu âm này, Huệ đã chạm đến cơ hội có một vai diễn để đời. Cuối năm 1974, soạn giả Loan Thảo cho Thâu Tuồng Lan và Điệp. Ông đã có quyết định táo bạo khi giao vai Lan cho Thanh Kim Huệ. Lần thâu đó, chưa biết kiềm chế cảm xúc, mấy lần ở đoạn buồn, cô bé Huệ cứ bật khóc ca không nổi. Ai dè khi tuồng phát hành, khán giả khắp nơi mê mệt, tên tuổi Chí Tâm, Thanh Kim Huệ nổi như cồn. Để có giọng ca và tên tuổi mãi theo thời gian, trung hơn 50 năm theo nghiệp hát, ở Thanh Kim Huệ là sự tìm tòi không mệt mỏi. Bà thích tìm kiếm, khám phá trong từng ngóc ngách của giọng ca. Bà vô vọng cổ lãng lách, có hướng lái lái qua tầng nhạc, rồi xuống xề ngọt xớt, làm người nghe thấy thiệt đã. Chính sự tìm tòi đó mà soạn giả rất cưng Thanh Kim Huệ. Có lần bà mất cả tháng trời tập bài Lý Giao Duyên ca theo kiểu Huế. Rồi bà tỉ tê với soạn giả Loan Thảo: "Chú viết cho con một bài để con ca Lý Giao Duyên theo giọng Huế đi." Vậy là sau đó có ngay bài Sao Không Thấy Anh Về để bà thâu chung với Minh Vương. Khoảng năm 1978, năm 1979, Thanh Kim Huệ và Trọng Hữu thâu bài Chợ Mới của soạn giả Trọng Nguyễn. Bài ca cổ đó sau này trở thành bài hát yêu thích của nhiều người dân Nam Bộ. Trải qua bao lận đận, thăng trầm của cải lương, đến thời điểm trước khi phát bệnh, Thanh Kim Huệ vẫn là một trong số những nghệ sĩ cải lương gạo cội đắt show. Lạ là dù có tuổi giọng ca, bà vẫn giữ được thanh xuân. Và trong các cuộc thi về giọng ca cải lương, Thanh Kim Huệ luôn là cái tên uy tín, được mời vào vị trí giám khảo. Vở diễn cuối cùng bà tham gia là vở cải lương Lan và Điệp do nghệ sĩ Gia Bảo đầu tư dàn dựng năm 2019. Gia Bảo chia sẻ, khi cô nằm bệnh, tôi còn động viên cô ráng khỏe để tôi tổ chức show diễn cho cô cùng bốn chàng kép là nghệ sĩ Minh Vương, Chí Tâm, Thanh Tuấn, Thanh Điền. Cô còn nói để cô ráng, chứ nằm hoài nhớ sân khấu quá. Vậy mà cô đã không kịp thực hiện lời hứa đó cùng tôi.